lần cuối, mà cuối không biết là cuối cuối tiết hay là cuối ngày. Như vậy cái phần mà thầy đang thiết lập thêm cho cái form của chúng ta nó đẹp ở đây, ví dụ cái form của các bạn, alo Ngọc, khi mà các bạn làm thì ở đây nó gần nhau nè, nó sát nhau luôn. Còn đối với lại cái form mà thầy đang hiển thị cho các bạn xem thì nó có khoảng cách, kẻ thêm cái đường viền biên bo góc. Như vậy những cái này thì chúng ta sẽ thêm một số cái thuộc tính ở bên trong này. Ví dụ đối với lại cái input về ID, tức là về cái username, thầy có thêm cái thuộc tính là placeholder. Username của bạn là gì? Thì mục đích ở chỗ này, khi mà chúng ta thêm cái phần này vào á, đôi khi cái form đăng nhập, bạn gặp một cái form và bạn cũng không biết là đang muốn nhập cái gì vào đây, không hình dung được là nhập cái gì, thì cái câu này nó chỉ gợi ý cho mình để mình biết cách làm. Còn cái chữ mà user của bạn là gì, nó không có ý nghĩa trong cái form nhập này, nó chỉ gợi ý thôi. Ví dụ như là chỗ này mình nhập mật khẩu thì mình chỉ đưa câu thông báo, còn lúc mình nhập mật khẩu 1, 2, 3, 4 thì nó hiển thị cái mật khẩu của mình, được chưa? Như vậy cái thuộc tính đó chúng ta sử dụng thuộc tính là placeholder, được chưa nào? Cái thứ hai là cái màu nền, màu nền. Rồi bây giờ làm sao mà chúng ta có được cái màu xanh ở đây? Chúng ta có được chữ rồi ha, có được màu xanh. Màu xanh thì lúc nãy chúng ta mới dùng màu để mà hiển thị cái màu của đối tượng ở đây thôi. Ví dụ như là màu đỏ, màu xanh. Rồi khi mà chúng ta nhập dữ liệu vào đây thì nó có màu. Bây giờ chúng ta sẽ thay đổi màu nền. Thì các bạn muốn thay đổi màu nền thì các bạn sẽ sử dụng trong CSS nè. Ví dụ cái thẻ input thầy có sử dụng thêm một cái màu là background là màu nền. Như vậy làm sao mình biết nó là 97FFF? Thầy có chuyển cho các bạn một cái trang web, và trang web này rất hay để cho các bạn xem được là đối với lại cái màu của chúng ta thì cái mã màu của nó là bao nhiêu. Trang web này rất hay, nó hỗ trợ cho chúng ta rất là nhiều màu. Ví dụ như là màu, tông màu đậm, nó có tên màu, nó có mã màu ở dạng là hệ 16, nó có mã màu ở dạng hệ 10, và mình đang dùng hệ 16. Và nếu như mà bạn muốn chọn một cái màu nào ở đây, ví dụ mình chọn cái màu xanh này, màu xanh ngã vàng này, thì nó có cái mã là CCFF99. Thì chúng ta chỉ cần copy cái mã này, chúng ta đưa qua đây, thay thế cái mã màu hiện tại, thay thế mã màu hiện tại, thì trang web của mình Nó sẽ thay đổi cái màu các bạn. Nó sẽ thay đổi cái màu. Đây, màu của chúng ta, màu nền nó đã thay đổi. Như vậy chúng ta đã thiết lập được màu nền cho các đối tượng của chúng ta trong thẻ input, được không? Tiếp tục thầy sẽ hướng dẫn các bạn làm cái khung này. Cái khung này lúc nãy chúng ta sử dụng CSS thì chúng ta định nghĩa thẻ, ví dụ như là H1 là thẻ có sẵn, label là thẻ có sẵn, input là thẻ có sẵn của HTML. Bây giờ nếu như mà mình muốn tự định nghĩa một cái thẻ của riêng mình, một cái cấu trúc của riêng mình, thì các bạn thêm vô đây cái dấu chấm và đặt cái tên. Đặt cái tên, ví dụ thầy đặt là POP1. Đây là cái dấu chấm. Được ha. Rồi, sau khi thầy đặt POP1 xong thì các bạn thấy là bên trong này thầy định nghĩa cái gì? Ví dụ khoảng cách so với bên ngoài
khoảng cách bên trong, độ cao, rồi phần biên, rồi độ bo góc. Như vậy những cái này nó nhiều thuộc tính thì các bạn sẽ khó nhớ, nhưng thầy chỉ gợi ý để bạn nào mà muốn làm cho cái bài của mình nó đẹp thì các bạn có thể tham khảo thêm. Được chưa nào? Sau khi thầy định nghĩa xong thì ở bên cái trang HTML của mình, ngay chỗ cái form bình thường của mình đó, thì mình chỉ đưa vô đây là form action gì đó thôi. Còn cái đoạn class post 1 này là không có nè, thầy bỏ đi nha. Lưu lại. Nếu như mà thầy bỏ cái đó đi thì khi mà thầy refresh bên này, mắt nó không có bo, nó không có khung. Còn nếu như ở bên này mà thầy quay trở lại, thầy trả cái border lại cho nó, là thầy để là cái CSS của mình là class post 1, thì ở đây chúng ta refresh lại thì nó ra cái post đó. Thì tùy, các bạn có thể là xem để tham khảo và mình làm cho cái form của mình nó đẹp. Cái tiếp theo là cái khoảng cách giữa các đối tượng. Ví dụ như là bình thường các bạn làm, ví dụ ở đây cái chỗ label này thì bỏ đi, không có độ cao. Chỗ input thầy cũng bỏ hai cái thẻ này đi, không có độ cao. Thầy quay trở ra đây thì cái form của bạn nó rất là sát, nhìn nó không đẹp. Bây giờ mình vô mình sửa lại cái thẻ input của nó. Ở chỗ này ví dụ như là mình cho cái độ cao, cho độ cao ví dụ như là 30 pixel. Thường ở chỗ này độ cao thì người ta sẽ dùng là PT. Bây giờ mình cứ dùng PX là pixel để mình xem thử là nó cao lên như thế nào. Đây là độ cao so với cái khoảng nhập mà mình làm như vậy thì nó xấu. Vậy cái độ cao này mình sẽ cho nó là mặc định. Mình sẽ cho nó mặc định và mình sử dụng một cái thuộc tính khác, margin 10. Sử dụng một cái thuộc tính khác. Refresh lại. Như vậy các bạn thấy là khoảng cách giữa các dòng nó đang lấy cái độ cao là 10 pixel. 10 pixel để cho nó giãn dòng. Như vậy nó hơi lớn. Mình có thể giảm chỗ này lại thành 5 pixel. Và cái khung này nè, mình nhập liệu mình thấy nó hơi chật. Nó hơi chật chật thì mình có thể sử dụng lại cái độ cao ở đây. Ví dụ mình cho khoảng cỡ 20 thử xem nó làm sao. Ủa sao lớn dữ vậy? Margin à, chỗ này bị sai rồi. 5 thôi chứ. 5 ở dưới 20 dư số 0. Rồi. Như vậy thì ở chỗ cái khung nhập của mình thấy là khoảng cách giữa các ô tương đối, độ cao tương đối. Lúc mà mình nhập mình thấy nó dễ nhìn, dễ chịu. Được không nào? Như vậy thì đấy là phần làm thêm. Nếu như bạn nào muốn trang trí cho cái form mình nó đẹp thì các bạn trang trí thêm vào. Và thầy sẽ chuyển cho các bạn cái video để các bạn xem lại cái cách để mà mình làm thêm các cái thuộc tính đó. Còn cái bài của mình bây giờ làm thì các bạn sẽ thiết kế một cái form. Thiết kế một cái form tương tự như thế này. Cái form này thì khá là đơn giản, nhưng nó chỉ có khó một chút xíu ở chỗ này. Các bạn thấy là cái chữ họ tên nó là màu đen, dấu sao thì lại màu đỏ. Đó, khó là khó chỗ này. Như vậy thì chúng ta sẽ thiết lập cái thuộc tính cho cái dấu sao này thôi. Đối với dấu sao thì chúng ta đặt color cho nó. Còn các cái chữ khác thì chúng ta có thể là đặt màu khác. Như vậy thì để mà làm được việc này, để mà làm được việc này thì trong phần định nghĩa này nè,
bạn có thể định nghĩa cho một cái thẻ của thuộc tính, ví dụ như là màu đỏ. Bạn định nghĩa một cái thẻ màu đỏ ở đây, và trong phần định nghĩa này bạn chỉ để là color red, màu đỏ. Ở đây trong cái này, ví dụ như là cái label này username, được chưa? Vậy thì cái chỗ này chúng ta sẽ đặt thêm một cái label mới, một cái label mới. Và các bạn đặt ở đây là dấu sao. Và phía bên trong label này các bạn để chữ class bằng, hồi nãy mình mới định nghĩa gì? Màu đỏ. Mình định nghĩa màu đỏ. Đó, được chưa? Như vậy chỗ này với cái username nó có ngôi sao là màu đỏ. Vậy thì cái label này của chúng ta định nghĩa cái CSS hai lần. Một là chúng ta định nghĩa bên này. Hai là chúng ta định nghĩa trực tiếp ở đây. Chúng ta định nghĩa trực tiếp ở đây. Cái label mới chúng ta đặt cái dấu sao thôi, và chúng ta nó để cái thuộc tính là màu đỏ. Vậy lúc này nó sẽ theo cái màu đỏ của chúng ta. Được chưa nào? Đó là cái phần mà phát triển trong cái bài, mà tí nữa chúng ta sẽ làm cái bài thu hoạch cho cái phần này. Ở chỗ này họ tên, cái form mà thầy đang hướng dẫn cho các bạn là username, xong rồi thẳng hàng inbox luôn. Còn cái yêu cầu của chúng ta là họ tên, xong rồi xuống dòng cái mới có cái thẻ input. Vậy mình làm sao ta? À đúng rồi, mình dùng cái thẻ để cho nó xuống dòng. Cái thứ hai, địa chỉ email tương tự như vậy, số điện thoại tương tự. Nếu như bạn để bình thường thì cái này của các bạn nó sẽ dài ra hết trang. Vậy bạn muốn nó có kích thước thì chúng ta có thể sử dụng cái thẻ độ rộng ha. Các bạn có thể sử dụng cái thẻ độ rộng là width để bạn can thiệp vào cái độ rộng của cái thẻ. Ví dụ như là input của chúng ta ở đây, chúng ta đang có cao, bây giờ chúng ta thêm một cái rộng vào nữa ha. Các bạn thêm cái độ rộng vào. Và độ rộng của mình giả sử mình cho là 80px, 80, mình xem thử nó rộng cỡ nào. 80, đây nhỏ quá. Như vậy thì mình tăng cái độ rộng lên cho nó phù hợp. Độ rộng của chúng ta 180. Đó. Như vậy thì các cái khung nhập của chúng ta nó cùng độ rộng. Nếu mà nó enter xuống dưới một cái nữa thì chúng ta nhìn thấy nó rất là đều, đẹp. Được chưa? Đó là phần phát triển để mà chúng ta thể hiện cái form. Đối với bài kiểm tra thì cái form nó tương đối là cơ bản. Còn các bạn thì có thể là tùy biến để các bạn làm cái form này cho nó đẹp hơn, đẹp hơn. Đó là nội dung của chúng ta để chúng ta làm. Cho nên khi mà các bạn làm ở đây đó, thì tất cả các bạn mỗi người làm một cách, mỗi người làm một kiểu, miễn là đảm bảo đầy đủ thông tin này. Còn màu các bạn có thể tùy chọn, kích thước các bạn có thể tùy chọn, bố trí các bạn tùy chọn, kẻ khung bạn làm được thì cố gắng làm, còn bạn làm chưa được thì chưa làm, được chưa? Chủ yếu là nội dung bên trong chúng ta sẽ làm được cái form đăng ký.
và mỗi bạn sẽ tự làm giúp thầy.